Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính cái danh của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh của Thủy Hỏa Phong Không Thức Giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thường của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thường của Thủy Hỏa Phong Không Thức Giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô thường của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô thường của Thủy Hỏa Phong Không Thức Giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh lạc của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh lạc của Thủy Hỏa Phong Không Thức Giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh khổ của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh khổ của Thủy Hỏa Phong Không Thức Giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh ngã của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh ngã của Thủy Hỏa Phong Không Thức Giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô ngã của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô ngã của Thủy Hỏa Phong Không Thức Giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tịnh của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tịnh của Thủy Hỏa Phong Không Thức Giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất tịnh của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất tịnh của Thủy Hỏa Phong Không Thức Giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh không của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh không của Thủy Hỏa Phong Không Thức Giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất không của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất không của Thủy Hỏa Phong Không Thức Giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu tướng của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu tướng của Thủy Hỏa Phong Không Thức Giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô tướng của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô tướng của Thủy Hỏa Phong Không Thức Giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu nguyện của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu nguyện của Thủy Hỏa Phong Không Thức Giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô nguyện của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô nguyện của Thủy Hỏa Phong Không Thức Giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tịch tịnh của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tịch tịnh của Thủy Hỏa Phong Không Thức Giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất tịch tịnh của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất tịch tịnh của Thủy Hỏa Phong Không Thức Giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh viễn ly của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh viễn ly của Thủy Hỏa Phong Không Thức Giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất viễn ly của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất viễn ly của Thủy Hỏa Phong Không Thức Giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu vi của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu vi của Thủy Hỏa Phong Không Thức Giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô vi của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô vi của Thủy Hỏa Phong Không Thức Giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu lậu của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu lậu của Thủy Hỏa Phong Không Thức Giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô lậu của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô lậu của Thủy Hỏa Phong Không Thức Giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh sanh của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh sanh của Thủy Hỏa Phong Không Thức Giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh diệt của địa giới là Đại Bồ Tát chăng, Bạch Thế Tôn không?
Chính cái danh diệt của thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thiện của địa giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thiện của thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh phi thiện của địa giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh phi thiện của thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tội của địa giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tội của thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tội của địa giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tội của thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu phiền não của địa giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu phiền não của thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô phiền não của địa giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô phiền não của thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thế gian của địa giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thế gian của thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh xuất thế gian của địa giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh xuất thế gian của thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tạp nhiễm của địa giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tạp nhiễm của thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thanh tịnh của địa giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thanh tịnh của thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc sanh tử của địa giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc sanh tử của thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc niết bàn của địa giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc niết bàn của thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại nội của địa giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại nội của thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại ngoại của địa giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại ngoại của thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại lưỡng gian của địa giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại lưỡng gian của thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khả đắc của địa giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khả đắc của thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất khả đắc của địa giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất khả đắc của thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, thiện hiện cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính cái danh của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thường của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thường của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không.